Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Thế Giới Bí Ẩn. 7 thứ điên rồ và khó tin từng được gửi qua đường bưu điện. Gửi thư, gửi hàng hóa qua bưu điện từ lâu đã trở thành một việc chẳng mấy xa lạ trong đời sống thường nhật của chúng ta. Tin hay không tùy bạn, nhưng bưu điện không phải chỉ được dành để gửi thư hay nhận kiện hàng bình thường. Và sau đây sẽ là những thứ bạn không thể tin rằng nó từng được vận chuyển bằng đường bưu điện đấy. Và các bạn đừng quên bấm like, share, subscribe và ấn vào nút thông báo để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Thế Giới Bí Ẩn các bạn nhé. Hình thức chuyển phát nhanh đã có từ rất lâu, tạo điều kiện cho con người có thể gửi đi những lá thư hay những món đồ cần thiết cho người thân, bạn bè mà không cần phải đích thân đem đến cho người đó nữa. Song cũng có những câu chuyện dở khóc dở cười về món đồ gửi nhầm hoặc những món đồ siêu dị. Không ai nghĩ rằng chúng lại có thể được vận chuyển thông qua dịch vụ chuyển phát thông thường. Dưới đây là những vật phẩm kỳ quặc từng trót lọt qua đường bưu chính trên thế giới. 1. Viên kim cương Hals. Nếu có cơ hội mua được viên kim cương quý hiếm nhất thế giới, liệu bạn có vận chuyển chúng bằng đường bưu điện? Chắc hẳn không bao giờ, sẽ là câu trả lời của nhiều người. Thế nhưng kim cương Hals, còn gọi là kim cương xanh của nhà vua, từng được gửi đi với hình thức như vậy. Vật quý hiếm này nổi tiếng toàn thế giới không chỉ bởi vẻ ngoài đầy mê hoặc, mà nó còn gắn với lời nguyền bí ẩn đã gây ra cái chết bi thảm cho nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Sau cái chết của Miss Lane năm 1947, một trong những người từng sở hữu viên kim cương, nhà buôn đá quý người Mỹ Harry Winton đã mua lại viên kim cương này rồi tặng nó cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian ở Washington năm 1958. Harry Winston đã quyết định gửi nó qua đường bưu điện để đảm bảo sự an toàn nhất với tổng chi phí là 2,44 USD. Lường trước những rủi ro có thể gặp phải, Winston còn mua bảo hiểm trị giá 1 triệu USD. Người đưa thư tên Jean Titus đã gói vật báu trong giấy màu nâu và đi bộ đến Smithsonian để đưa nó cho người đứng đầu cơ quan trước sự chờ đợi của vô số máy quay. 2. Trẻ em. Dịch vụ bưu chính đã làm nên một cuộc cách mạng hóa trong việc gửi hàng ở Mỹ vào năm 1913. Trước đó, mọi người phải tự mang theo hành lý đến các thị trấn lớn để gửi đi. Tất cả bưu điện sẽ xử lý bưu kiện miễn là nó nặng dưới 5kg. Nhân cơ hội đó, ông bà Jesse Bowles ở bang Ohio đã dùng đường vận chuyển này để đưa một em bé 5kg đến nhà bà ngoại với chi phí là 15 xu. Họ mua bảo hiểm cho đứa bé với giá 50 USD khi giới hạn về trọng lượng tăng lên 23kg. Bố mẹ của May Buttrell đã nảy ra ý tưởng vô cùng khôn ngoan. Họ muốn đưa cô con gái tới thăm nhà bà ngoại nhưng vé xe lửa lại quá đắt. Vì vậy họ đính kèm 22 con tem ứng với cân nặng của bé lên áo khoác của May. Và bưu phẩm 5 tuổi này sau đó được vận chuyển thành công bằng xe chở hàng tới người nhận năm 1914. Tổng thư ký bưu điện chính thức thông báo chấm dứt sử dụng dịch vụ bưu chính để ký gửi người. 3. Khoai tây. Bạn muốn nói, muốn viết một lời nhắn thật ý nghĩa và độc lạ dành tặng cho ai đó nhân dịp đặc biệt. Vậy tại sao không gửi kèm câu chúc ấy với một củ khoai tây thật ngộ nghĩnh nhỉ? Đây là sáng kiến đáng ngạc nhiên khi một số công ty ở nhiều nước vận dụng hình thức gửi khoai tây qua đường thư tín theo yêu cầu. Một số công ty sẽ viết trực tiếp lời nhắn của bạn lên vỏ củ khoai tây, tất nhiên kèm theo phí gửi và vận chuyển nó đi. Nhiều nơi còn chu đáo trang trí khoai tây cẩn thận và bọc nó trước khi gửi. Với quá nhiều cạnh tranh trong thị trường khoai tây, các công ty đã ra sức đổi mới hình thức gửi bưu phẩm. Một công ty sẵn sàng in hình người trực tiếp lên vỏ khoai tây. Nghe có vẻ hơi kinh dị, nhưng nếu như muốn ăn khoai tây, chúng ta sẽ phải lột mặt của ai đó và thưởng thức họ, đúng không? 4. Ngân hàng. Trong những năm 1910, ngân hàng địa phương William A. Cotton nhận thấy Vernon Yuster, Hoa Kỳ cần có một ngân hàng được xây dựng từ gạch, chịu lực để chứng tỏ sự thịnh vượng của thị trấn. Tuy nhiên, công ty sản xuất gạch gần nhất cách đó hơn 274 km và chi phí vận chuyển đến Vernon gấp 4 lần chi phí viên gạch. Vì vậy, Coulter quyết định gửi gạch bằng dịch vụ bưu kiện để giảm thiểu chi phí. 15.000 viên gạch được đóng gói đựng trong các thùng 23kg và chia làm nhiều thùng. Tổng cộng, nhà máy sản xuất gạch đã gửi khoảng 40 thùng mỗi ngày, tương đương với gần 1 tấn. Ngân hàng do Coulter xây dựng hiện nay vẫn tồn tại. Về sau, một quy tắc bưu chính mới đã được thiết lập để ngăn chặn các trường hợp vận chuyển như trên xảy ra trong tương lai. Không ai được phép gửi quá 91kg cho cùng một người nhận trong một ngày. 5. Con mèo.
Khi nghĩ đến dịch vụ chuyển phát thư, chúng ta thường liên tưởng tới hình ảnh nhân viên điện mang vật phẩm đến từng nhà. Thế nhưng tại New York những năm 1890, một hình thức vận chuyển ấn tượng hơn thế đã ra đời. Biêu phẩm được gửi tới người nhận bằng cách bắn qua hàng loạt các ống sử dụng áp lực khí nén. Mục đích ban đầu của hình thức này là gửi đi các giấy tờ khác nhau vào một bản sao của kinh thánh. Nhưng dần về sau, bưu điện phát triển tới mức họ có thể gửi một chú mèo màu nâu vàng, đương nhiên là còn sống, bằng các đường ống như trên. Đây là hệ thống được lắp đặt khắp các tòa nhà tại thành phố New York để truyền thư lên các tầng với tốc độ nhanh nhất. Các ống này thường được đặt dưới tầng hầm và người vận hành chúng thường được gọi là rocketer. Những người phóng tên lửa, dĩ nhiên các ống khí nén đã hoạt động tốt, cải thiện tốc độ truyền thư của thành phố khi ấy. Nhưng một ngày đẹp trời của năm 1897, có một anh rocketer nảy ra ý định muốn kiểm tra tốc độ của hệ thống này đối với sinh vật sống bằng cách chuyển thử một con mèo. May mắn là pha chơi dại này đã không có hệ quả nào đáng tiếc xảy ra. Chú mèo vẫn sống, qua đó chứng minh bạn hoàn toàn có thể gửi động vật sống qua hệ thống, miễn là nó chui vừa. Một nhân viên bưu chính ghi lại sự kiện. Thật không thể tin nổi là con vật có thể sống sót sau khi được bắn đi với tốc độ như vậy. Có vẻ như nó chỉ bị choáng váng trong vài phút, nhưng sau đó lại bắt đầu chạy nhảy và nhanh chóng được đặt vào một cái giỏ để gửi đến cho người nhận. Không ít chi nhánh còn mạnh dạn gửi một chiếc liễn cá vàng, kèm cá sống với phương pháp vận chuyển tương tự. 6. Bệnh dịch. Chuyện xảy ra vào cuối thế kỷ 19 và được ghi nhận bởi tờ New York Times. Theo đó thì vào thời đại này, các bác sĩ đã tận dụng bưu điện để vận chuyển các mẫu bệnh từ dịch hạch đậu mùa cho đến xác chim chuột chết để phục vụ việc nghiên cứu. Phần đông người ở Mỹ đã phản đối các hành động gửi mẫu dịch bệnh tới Ban Y tế Quốc gia để nghiên cứu bằng dịch vụ chuyển phát thông thường, bởi đây là điều cực kỳ nguy hiểm. Những loại dịch bệnh gây hại lớn cho cộng đồng như bệnh đậu mùa, bệnh phát ban đỏ đã từng được vận chuyển thông qua đường chuyển phát. Những nhân viên y tế được huấn luyện để trông coi mẫu bệnh, đảm bảo không bị nhiễm bệnh và lây bệnh cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, mặc cho sự phản đối từ cộng đồng, các bác sĩ vẫn tiếp tục gửi những mẫu dịch bệnh thông qua đường chuyển phát thông thường. Sự việc này đã được người đứng đầu bưu điện New York xác nhận vào năm 1895. 7. Máy bay không người lái. Một cậu sinh viên đã đặt hàng online một chiếc ghế tập tạ cho gia đình. Nhưng khi bưu phẩm được chuyển đến, cái mà cậu nhận được không phải là chiếc ghế tập tạ mà là một chiếc máy bay không người lái. Với đầy đủ chi tiết bộ phận được sử dụng bởi cơ quan khí quyển đại dương quốc gia và với một ghi chú rằng đây là thiết bị thuộc về chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Thật khó hiểu với một thiết bị mang tính khoa học quân sự của một quốc gia là có thể gửi nhầm cho một công dân nước đó. Và càng khó hiểu hơn là họ lại chọn dịch vụ bưu chính thông thường để ký gửi thay vì một phương tiện nào đó đảm bảo tính bảo mật hơn. 8. Nô lệ. Henry Brown từng là một nô lệ. Ông ta đã bỏ trốn qua đường chuyển phát bằng cách chui vào trong một cái thùng lớn chứa thức ăn và nước uống, đảm bảo cho ông không bị chết đói trong quá trình tẩu thoát đến Philadelphia để gặp những người theo chủ nghĩa bãi nô. Hành trình đến đích của ông trải dài 27 tiếng đồng hồ trong thùng chứa chật hẹp. Khi bước ra khỏi thùng chứa, ông ta thoát khỏi cảnh nô lệ và sống trong tự do sau nhiều năm bị bóc lột. 9. Xác cá. Trong danh sách những thứ kỳ lạ được gửi qua đường bưu điện, không thể thiếu được động vật cả sống lẫn chết. Rất nhiều lần các bưu tá tại Mỹ phải chuyển cả xác cá thối mà không thể từ chối vì chúng được dán tem đàng hoàng. Một trường hợp thú vị liên quan đến gửi động vật xảy ra vào tháng 12 năm 1954. Khi ấy, một người đàn ông tại Fortoria, bang Ohio đã gửi một bức thư đến bưu điện Orlando, Florida kèm bưu phẩm là một con tắc kè. Trong thư, người này còn cho biết con tắc kè cần nơi ở mới. Bởi Fortoria quá lành để nó sinh sống, người này đề đặn mong muốn bưu điện sẽ thả con tắc kè về với tự nhiên và tìm cách báo lại cho anh biết con vật đã được an toàn hay chưa. Cái kết có hậu là sau đó bưu điện Orlando đã làm đúng như thế, đồng thời gửi lại cho anh một tấm thiệp mừng nhân ngày Giáng sinh. 10. Mảnh vỡ tàu Titanic. Năm 1912, thế giới chứng kiến thảm họa kinh khủng nhất lịch sử hàng hải mang tên Titanic. Con tàu xuất phát từ cảng Liverpool, Anh Quốc, hướng lên phía Bắc Đại Tây Dương thì bị đắm, cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người. Nhưng xung quanh vụ đắm tàu thảm họa cũng có nhiều câu chuyện thú vị. Chẳng hạn như việc có đến 90 tấn mảnh vỡ của tàu Titanic đã dạt vào các bãi biển ở Ý, rồi được gửi đến Mỹ thông qua đường bưu điện. Dành cho những ai chưa biết là những mảnh vỡ này ước tính có giá trị khoảng 1-3 triệu USD. Trong quá khứ, bưu chính là cách gửi bưu phẩm nhanh và rẻ, nhưng không ngờ con người lại tận dụng tối đa ưu thế của phương tiện này để vận chuyển những thứ khó tin như trên.
Bạn có ấn tượng với vật phẩm nào nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại comment phía bên dưới nhé. Đừng quên nhấn subscribe, bật chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!